Ok, chúng ta sẽ... Ô thôi. Sẽ đánh 10 phút. Đúng nhầm. 5 phút thôi. Bangladesh. Đất nước nó cũng kiểu như Việt Nam. Luôn. Nhập đi. Giờ mình sẽ phá cái cấu trúc tốt của trắng đây. Lên đây thì đành mất tượng. Lên hậu giữ. Lại lên hậu đấy. Cờ non thế. Ok, giờ mình đã chiếm được quân mở rồi. Bây giờ thì lợi thế đôi xe là quá mạnh ở cái trận này. Lên tượng. Ok, mã E4 coming. Cầu thủ Bangladesh hơn chết thành công đúng một elo. Nước Bangladesh là đất nước cũng chuyên về may mặc, cũng giống như Việt Nam chuyên đi may công xưởng thế giới, công xưởng may của thế giới. Giờ mình đổi nốt con mã này. À, mình tượng. Đưa mã lên. Ở đây mình chiếm hoàn toàn hai cột mở, không cho trắng có cơ hội làm gì đó. Trắng có vẻ muốn đưa lên cánh hậu này để gây bất ngờ. Lên đây đúng lắm là chiếu, mình sẽ lên vua hết chiếu. Vào hậu.
xíu cái làm sao mà. Chiều đây mình lên đi lại chiều đây à. Chú Hòa, chẳng có thể nước chú Hòa được. Cờ này khó đưa mã xuống đấy. Chiếu đây vào chiếu mã. Lên đây ok, mình sẽ chiếu hết vào đây xem trắng bức ảnh thế nào. Hết chiếu chưa? Lên đấy. Chúng ta xem đen sẽ làm gì. Muốn cái thế trận như thế này. Xe ra đây có thể không? Xuống vua đây. Đổi hậu thôi. Xuống đây mình sẽ chiếu đổi hậu. Đổi luôn. Thế đẹp rồi. Chạy mã chứ. Ok, có hậu rồi. Chuẩn bị nước chiếu hết, chúng ta thấy. Phòng cái gì nữa. Ok.